Ngon ai mua cho con nhỉ? Ăn gì ăn gì? Chocolate à, ngon lắm, thế nào ngon lại ăn rồi. Dính răng luôn. Ngon không? Con đọc được không? Con đọc được không? Không. Anh đạt được. Con ăn nhiều sô cô la sâu răng đó. Răng hai cái đen đen này đó. Nghe nghe đây buổi sân à. Yeah. Đẹp chủ chủ chủ. Sô cô la. Sao vừa nãy không mua có mua cái gì nó to hơn? Tiền thì kêu bố quay lại trả cái khác được không? Không được luôn. Sao? Người ta trả cho bố mà. Thì người ta trả nhưng mà mình vẫn trả, quay lại trả được, thêm được, mua thêm được mà. Ngon không? Đó. Mai mua nữa nha. Đen thui. Ấy nâu nâu. Đen thui đen thui nồi. Đập cá. Hết chưa? Sắp hết rồi. Chờ 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 chờ. Biết vuốt luôn. Ở dưới bên ngoài có cái này không? Không. Ở dưới bên ngoài không có cái này. Chứ có cái gì? Cái gì? Có bim bim các kẹo cầu vồng. Bim bim với kẹo cầu vồng. Nói cái gì nữa? Mới lại kẹo mút. Mới lại kẹo câu. Ngày mai xuống, ngày mai xuống lấy được không? Dạ, bà mới cho hết mà. Thế cái gì có cái đó? Chạy vào mở con gà kẹo kêu ra đây đi, nhanh lên. Vậy con ăn xong cái miếng cuối cùng này đã. Trời ơi, nắn kìa. Hết rồi còn gì nữa? Chưa hết, còn một miếng cuối cùng đây nè. Trời ơi, cái mặt nó kìa. Căng. Vẫn còn à? Dạ. Đâu xem nào. Ăn mất tiêu rồi. Thiệt là ghê quá đi. Hết chưa? Hết hết xong thì làm gì? Ừ? Bỏ vào đâu? Thùng rác. Bỏ gì? Bỏ vào thùng rác. Đúng rồi, để làm gì?
trong nhà sẽ bị bệnh. Giữ gìn vệ sinh nhé chưa? Còn đâu mà. Còn một ít. Trời ơi. Con gì ở đây nè. Con biết cái này mấy ngàn không? Không. Mấy, nhìn đây mấy. Hai. Chính xác 2 ngàn. Trời ơi, còn ăn nữa. Hết, còn gì nữa đâu mà ăn. Không được nhai đâu, đừng nhai đó, nó vào bụng là đi bác sĩ á. Rồi mang một thùng rác đi nhanh. À, đứng lên mang thùng rác nào nhanh. Hết rồi. Thế nha, ăn xong rồi nha.